Dạ, style là cái gì thì bây giờ thầy sẽ có một cái ví dụ như sau. Rồi, bây giờ thầy sẽ tạo ra một cái đoạn văn bản ngẫu nhiên. Ba đoạn văn bản ha. Bây giờ thầy có ba cái đoạn văn bản ngẫu nhiên. Rồi, thầy tạm gọi cái đoạn này là đoạn thứ nhất, cái đoạn này là đoạn thứ hai và cái đoạn này là đoạn thứ ba. Bây giờ đoạn thứ nhất thầy muốn định dạng là chữ màu đỏ in đậm và gạch chân ha, chữ màu đỏ in đậm và gạch chân. Rồi bây giờ cái đoạn thứ hai, và cái đoạn thứ ba thầy cũng muốn định dạng lại giống như đoạn thứ nhất luôn ha, thầy cũng muốn định dạng như là cái đoạn thứ nhất luôn thì cũng là màu đỏ in đậm và gạch chân. Tuy nhiên nếu mà mình không có cái style hay còn gọi là cái định dạng style của bài học ngày hôm nay á, thì mình phải thực hiện tay bằng cách là mình cũng phải bôi đen và mình lại lại phải in đậm gạch chân và màu đỏ. Mình làm như vậy ha, thì nó sẽ tốn thời gian đó, nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Thì để giải quyết được cái trường hợp là làm thế nào để cho những cái định dạng này nó cùng nhau, ví dụ như là đoạn thứ nhất mình định dạng như thế nào thì đoạn thứ hai thứ ba nó cũng định dạng y chang lại như đoạn thứ nhất, thì mình sẽ sử dụng một cái gọi là style. Style ha, mình sẽ sử dụng một cái gọi là style. Style chính là định dạng chung cho những cái văn bản ha, định dạng chung cho những cái văn bản ha. Rồi thì các cách sử dụng style như thế nào thì các bạn sẽ xem ha. Cái cách sử dụng style như thế này đó, bây giờ cái cách sử dụng cái style như thế này, ví dụ như là trong cái thẻ home của chúng ta ha, trong cái thẻ home của chúng ta sẽ có một cái nhóm tên là style ha, sẽ có một cái nhóm tên là style. Trong cái nhóm này người ta sẽ định dạng trước cho mình những cái mẫu có sẵn đó, ví dụ như là cái heading 1 ha, thầy lấy cái style heading 1 này đi làm cái ví dụ đó. Rồi bây giờ thầy thử áp dụng cái đoạn thứ nhất là style heading 1 thì thầy sẽ bôi đen đoạn thứ nhất, thầy chọn style heading 1 đó. Thì cái style heading 1 này là cái gì? Cái style heading 1 này á thì nó sẽ định dạng cái phông chữ là Caligari cỡ chữ 16 và màu xanh dương ha. Cái style heading 1 này nó sẽ định dạng là phông là Caligari cỡ chữ 16 màu xanh dương và canh lề trái đó. Thì bây giờ nếu mà đoạn thứ hai thầy cũng chọn là cái style là heading 1 luôn thì nó sẽ cũng cũng được định dạng giống như vậy luôn. Cũng là phông Caligari cỡ chữ 16 màu là màu xanh dương. Được chưa? Đó, đoạn thứ ba thầy cũng muốn áp dụng cái định dạng giống hai đoạn trên thì thầy cũng chọn là cái style là heading 1. Được không các bạn? Đó, được không? Đó có nghĩa là khi mà chúng ta tạo ra một cái style, một cái kiểu á, thì khi mà chúng ta muốn áp dụng cái kiểu đó cho nhiều đoạn văn khác nhau hoặc là nhiều nhiều dòng khác nhau thì chúng ta chỉ cần là bôi đen cái đoạn văn đó và chúng ta chọn cái style thôi. Đó, thì ở đây trong Word người ta định dạng ra cho mình những cái style khác nhau. Đó, những cái style khác nhau để mình có thể chọn. Đó, mình có thể chọn. Mỗi style thì người ta sẽ định dạng với một cái phông chữ, một cái kích cỡ chữ và một cái màu chữ và một cái những cái dạng dòng khác nhau, những cái dạng dòng dạng chữ khác nhau ha, tùy vào mình muốn định dạng như thế nào. Còn nếu như mà mình muốn định dạng theo cái kiểu của mình thì tí nữa thầy sẽ chỉ cho các bạn ha. Rồi vậy tới đây các bạn hiểu style là cái gì chưa? Dạ hiểu rồi. Dạ hiểu rồi. Dạ hiểu rồi. Thầy ơi con mở máy tính được không thầy? Không không cần mở máy tính nha. Dạ con hiểu rồi thầy. Con hiểu rồi thầy. Con hiểu rồi thầy. Dạ con hiểu rồi. Rồi ok, thì đơn giản style có nghĩa là khi mà mình muốn định dạng là nó áp dụng chung những cái định dạng cho những cái đoạn văn bản cùng cái định dạng đó. Rồi, vậy bây giờ trong Word nó sẽ có những cái style, những cái style có sẵn ha, những cái style có sẵn. Thì
Bây giờ thầy sẽ chỉ cho các bạn cách để mà có thể thay đổi những cái định dạng ha, thay đổi những cái style này theo ý muốn của mình. Đó, ví dụ như mình sẽ tạo ra một cái style của người ta là style normal, style no basing, style heading 1, heading 2 vân vân. Đúng không? Thì mình ví dụ như mình tạo ra một cái style, mình đặt là tên của mình đi. Đó, mình tự quy định cái style tên của mình. Ha, thì mình sẽ tạo như thế nào thì bây giờ mình sẽ cùng nhau tìm hiểu nha. Đó, nãy chỉ là giới thiệu thôi. Thì trước khi mà mình vô thì thầy sẽ thêm một số cái, ví dụ như là tiêu đề 1, để thầy làm ví dụ thôi ha, cái này chưa làm gì hết. Tiêu đề 2 và tiêu đề 3. Rồi, bây giờ thầy sẽ tạo ra hai cái style. Một cái style thầy đặt là tiêu đề và một cái style thầy đặt là nội dung. Thì tiêu đề nó sẽ áp dụng cho những cái tiêu đề 1, 2, 3. Còn nội dung nó sẽ áp dụng cho những cái đoạn ở trong. Đó, hiểu không? Ví dụ như là bây giờ thầy muốn là tiêu đề thì nó sẽ gọi là form là Times New Roman. Rồi các bạn đợi thầy xíu, thầy đóng cái cửa. Ví dụ đối với tiêu đề thì thầy muốn nó là font Times New Roman cỡ chữ 16 in đậm, chữ đỏ. Font Times New Roman cỡ chữ 16 in đậm chữ đỏ. Còn đối với phần nội dung thì thầy sẽ muốn là font Arial cỡ chữ 14 và chữ xanh lá. Đó, được không các bạn? Đó. Thì bây giờ thầy muốn tạo ra hai cái style tiêu đề và style nội dung theo những cái quy định như thế này. Thì thầy sẽ làm như sau nè. Cách tạo style ha. Đầu tiên, trong cái nhóm style lớn này nè. Phía dưới nhóm style nó sẽ có một cái nút mũi tên nhỏ. Đó, mình sẽ bấm vô cái mũi tên ở đây ha. Bấm vô cái mũi tên nhỏ ở đây và mình sẽ bấm vô cái chữ là A cộng. Cái thứ nhất là mình sẽ bấm vô chữ A cộng ha. Cái thứ nhất là mình sẽ bấm vô chữ A cộng để tạo một cái style mới cho riêng mình. Cách thứ hai, nếu như mà mình không muốn bấm vô đây thì mình sẽ bấm vô đây nè. Bấm vô đây. Và mình sẽ chọn là create a style, nó cũng có chữ A cộng ha các bạn ha. Vậy cách nào cũng được. Một là mình bấm vô đây, mình chọn là create a style. Đó, mình đặt tên. Còn hai là mình bấm vô đây, mình bấm vô A cộng thì nó sẽ ra luôn. Nó ra luôn cái bảng này ha. Thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm theo cách thứ hai ha. Tại vì cách thứ nhất á thì các bạn phải đặt tên, xong rồi khi mà các bạn bấm OK thì nó mới ra. Bây giờ làm cách thứ hai cho nó dễ nè. Bấm vô đây. Đó, xong rồi bấm chữ A cộng ha, new style. Rồi mình đặt tên, ví dụ như là mình đặt tên tiếng Việt của mình đi, tiêu đề. Đó, có nghĩa là cái style này sẽ áp dụng cho những cái dòng tiêu đề trong cái văn bản của mình. Đó ha, style là tiêu đề và phông chữ là Times New Roman, thì ở đây thầy sẽ chọn là phông Times New Roman. Cỡ chữ là 16 thì thầy sẽ chọn là 16. In đậm là thầy sẽ chọn là chữ B. Và màu đỏ thì thầy sẽ chọn là màu đỏ. Rồi, đó. Font Times New Roman, cỡ chữ 16, in đậm và chữ đỏ. Thầy bấm OK. OK, được chưa? Rồi, sau đó thầy muốn thì các bạn sẽ thấy cái style mà mình mới tạo ra nó sẽ nằm ở đây. Nó nằm ở đây, hoặc là nó sẽ nằm ở đây. Nếu mà các bạn muốn nó đưa nó lên trên đầu á, thì mình sẽ... cái này để coi tí nữa thầy coi coi nó có đưa lên trên đầu được hay không ha. Thôi mình tạm thấy nó ở đây là được rồi, cái style tiêu đề ở đây, được chưa? Đó, thì để mà áp dụng cái style này cho tiêu đề 1, 2, 3 đó thì thầy sẽ bôi đen cái tiêu đề 1, thầy chọn là style tiêu đề. Tiêu đề 2 thầy cũng chọn là style tiêu đề. Tiêu đề 3 thầy cũng chọn là style tiêu đề. Thì các bạn thấy nè, khi mà mình áp dụng cái style tiêu đề này vô thì các bạn thấy nè, đúng không? Cái tiêu đề của mình là font Times New Roman cỡ chữ 16,
in đậm và chữ đỏ, đúng không? Bây giờ thầy tạo ra một cái style nữa, là cái style nội dung ha. Ha, làm lại thêm một cái nữa cho là cái style nội dung font Arial cỡ chữ 14 và chữ xanh lá cây, được chưa? Thêm cái nữa đi, in nghiêng đi, in nghiêng. Rồi bây giờ thầy sẽ vẫn vào new style ha. Rồi thầy đặt tên tay của thầy là nội dung font, bây giờ không phải là font Tiny Roman nữa mà là font Arial cỡ chữ 14, rồi in nghiêng và chữ xanh lá cây, đúng chưa? Đó, rồi thầy bấm OK. Đó, rồi bây giờ thầy sẽ áp dụng cái đoạn này là cái font, cái style nội dung ha. Đó, style nội dung. Cái đoạn thứ hai cũng style nội dung và cái đoạn thứ ba cũng style nội dung. Thì các bạn thấy nè, thấy không? Cái style nội dung của mình nó sẽ được áp dụng là font Arial cỡ chữ 14, in nghiêng và chữ màu xanh lá cây. Các bạn thấy cách này làm có lẹ không? Đó, cái này nó sẽ làm rất là lẹ, đúng không? Đó, rồi tới đây các bạn hiểu không? Tới đây các bạn hiểu chưa? Các bạn hiểu không? Hiểu. Rồi bây giờ một cái trường hợp như thế này, tí nữa thầy sẽ làm lại một lần nữa cho những bạn chưa theo kịp ha. Bây giờ giả sử như sau khi mà mình tạo ra cái style rồi, mình muốn thay đổi những cái nội dung trong cái style đó. Ví dụ như là mình tạo ra cái style tiêu đề rồi, đúng không? Là cỡ chữ 16, in đậm và chữ đỏ. Bây giờ thầy muốn thêm một cái nội dung nữa, đó là mình thay đổi đi. Ví dụ như là thay đổi cái tiêu đề này, thầy muốn tất cả cái style tiêu đề, áp dụng cái tiêu đề này nó đều lên cỡ chữ 20. Có nghĩa là tiêu đề 1, tiêu đề 2, tiêu đề 3 hiện tại là cỡ chữ 16. Bây giờ thầy muốn nâng nó lên là cỡ chữ 20 để cho nó to hơn cái nội dung, to hơn cái chữ nội dung. Thì thầy sẽ làm như sau, thầy sẽ điều chỉnh bằng cách là thầy sẽ click chuột phải vào cái style tiêu đề và chọn chữ là modify ha. Click chuột phải vào cái style tiêu đề và chọn chữ là modify, hoặc là click chuột phải lên đây, bấm lên đây đó, chọn modify, hoặc là bấm mũi tên chọn modify. Modify có nghĩa là định dạng lại cái style mà mình đã định dạng đó. Thì bây giờ thầy sẽ nâng cái 16 này lên thành 20 đó. Thì khi mà thầy bấm OK các bạn, khi mà thầy bấm OK thì tất cả những cái này nó sẽ đều được thay đổi đồng loạt luôn. Đó, các bạn thấy không? Thầy không cần phải làm lại từng cái tiêu đề 1, tiêu đề 2, tiêu đề 3 nữa, mà nó đều được áp dụng đồng loạt luôn ha. Ví dụ bây giờ trường hợp cái phần nội dung, cái style nội dung này thầy muốn điều chỉnh lại thành chữ màu đen và bỏ in nghiêng, chữ màu đen và bỏ in nghiêng, thì thầy sẽ click chuột phải lên cái style nội dung, chọn modify, hoặc là click chuột phải lên cái nội dung chọn modify, và thầy sẽ đổi lại là bỏ in nghiêng và chọn chữ màu đen. Đó, thì khi mà bấm OK thì tất cả những cái màu xanh này sẽ được chuyển thành màu đen và màu đen, đúng không các bạn? Đó, và bỏ in nghiêng, đúng không? Đó, đó các bạn thấy không? Đó, thì nó sẽ được áp dụng đồng loạt luôn. Bây giờ nếu cho dù mình có 10 trang, 100 trang mà mình áp dụng cái kiểu này thì mình không cần phải định dạng lại từng đoạn hay là từng chữ nữa. Đó. Ví dụ bây giờ thầy tạo thêm một cái mới nha. Bây giờ thầy tạo thêm một cái đoạn văn bản mới, những cái đoạn văn bản mới đi. Đó, thầy tạo thêm ba cái đoạn văn bản mới, mà ví dụ như cái ba cái đoạn văn bản này là một cái phong gì đó đi. Đó, 11 đi. Đó, bây giờ thầy áp dụng ba cái đoạn văn bản này với cái style là nội dung, thì thầy sẽ chọn cái style là nội dung thì nó sẽ được điều chỉnh lại cho thầy. Đó, đơn giản ha.
Rồi bây giờ nếu như mà cái style các bạn chọn ra các bạn muốn xóa đi, các bạn muốn xóa cái style đó đi, thì mình sẽ chỉ cần là click chuột phải lên cái style mình muốn xóa và mình sẽ chọn là remove, remove from style gallery. Remove là xóa cái style đó đi. Đó. Delete nè, delete. Remove là nó chỉ xóa trên đây thôi. Còn ở đây nếu mà các bạn muốn xóa hẳn thì mình sẽ chọn là delete. Đó, nó hỏi chắc hay không thì mình sẽ chọn yes or no. Đó, mình chọn yes thì nó sẽ xóa cái style nội dung đi. Đó, cái style tiêu đề bây giờ thầy xóa luôn. Đó. Đó, thì nó sẽ xóa cái style của mình luôn và chữ của mình sẽ trở lại bình thường. Được không ạ? Chữ mình sẽ trở lại bình thường. Được chưa? Rồi, cái phần này có bạn nào hỏi gì không? Các bạn nào hỏi gì không? Rồi, ngoài cái việc khó hả? Hình như thầy nghe bạn nào nói khó, thầy thấy nó dễ mà. Bây giờ ví dụ như là bây giờ ngoài cái việc chỉnh chỉnh cỡ chữ, phông chữ, in đậm, in gạch chân, màu chữ thì mình có thể chỉnh canh lề luôn cũng được các bạn. Ví dụ như là các bạn thấy là cái nội dung. Thầy xóa cái này nha. Bây giờ giả sử như là thầy tạo lại một cái style tiêu đề. Bây giờ thầy có hai tiêu đề đi. Thầy có tiêu đề chính và tiêu đề phụ. Đó ha, thầy có hai cái tiêu đề chính và cái tiêu đề phụ. Rồi bây giờ thầy sẽ định dạng cho cái tiêu đề chính và cái tiêu đề phụ này. Ví dụ như là thầy thêm một cái, thầy đặt là tiêu đề chính. Đó, thì tiêu đề chính này thầy muốn là phong Times New Roman, cỡ chữ là 20, in đậm, màu đỏ và canh giữa. Rồi canh giữa thì nó sẽ vô giữa, được chưa? Đó thì thầy bấm OK. À, cái này thầy cho lại là phong bình thường. Rồi thì thầy sẽ chọn cái tiêu đề chính và thầy áp dụng là tiêu đề chính thì nó sẽ nhảy vô đây. Bây giờ thầy áp dụng thêm một cái, tạo thêm một cái gọi là tiêu đề phụ. Tiêu đề phụ này thầy sẽ cho cái phong nó nhỏ lại hơn, phong chữ 16, in đậm nhưng mà thêm in nghiêng, màu xanh lá cây và cũng canh giữa luôn. Đó, canh giữa luôn, cho một cái phong gọi là phong Roboto đi cho nó khác xíu. Rồi thầy bấm OK. Đó thì thầy sẽ áp dụng cái tiêu đề phụ này là cái style tiêu đề phụ, còn cái tiêu đề chính này sẽ áp dụng cái style tiêu đề chính, được chưa? Vậy là nó nhanh, thay vì mình phải làm từng cái, được chưa? Ha, bài này dễ. À, thì tí nữa thầy sẽ cho các bạn một cái đề. Ví dụ như cái đề của thầy sẽ là các bạn hãy tạo một cái style gì đó và áp dụng cái style đó cho một cái đoạn văn bản nào đó ha. Thì ví dụ như là thầy cho các bạn gõ một đoạn văn khoảng chừng vài dòng thôi. Đó, xong thầy sẽ yêu cầu là trong cái đoạn văn đó cái phần tiêu đề. Đó, cái phần tiêu đề thì các bạn sẽ phải định dạng là in đậm, canh giữa, màu gì, rồi phông chữ gì, rồi cái phần nội dung cũng như vậy luôn. Đó, thì các bạn sẽ định dạng style và các bạn áp dụng cái style đó cho cái văn bản của mình. Được chưa? À, OK không? Dễ ha. Rồi, hay là sau khi học xong rồi thầy gửi clip qua điện thoại. Cái gì?